Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lò Công Trọng táp lửa vào nhà Phạm Bình Minh, còn cửa hậu nào cho ngài Phó Thủ tướng hay không? Vụ chuyến bay giải cứu giờ phát tác đến sát sườn nhà ông Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và ngày càng tiến tới án kỷ luật, chưa biết đến mức nào. Khiển trách hay thuyên chuyển đây? Vào ngày 26 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, do có những vi phạm trong việc tổ chức các chuyến bay giải cứu. Đây là hình ảnh lò đã đặt trước cửa nhà ông Phạm Bình Minh. Được biết, tại kỳ họp thứ 20 diễn ra vào 2 ngày 23 và 26 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Cá nhân được đưa lên thớt kỳ này thì có ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, với tội danh là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, của pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cũng theo cách kết luận quen thuộc của chiến thuật đốt lò bấy lâu nay là họ kết luận rằng hai cá nhân này đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của các tổ chức đảng. Ông Tô Anh Dũng đã bị bắt giam giữa hồi tháng 4 vừa qua, còn lại ông Nguyễn Quang Linh thì đang chuẩn bị cho sổ khám nốt. Nhiều người quan tâm nhân vật Nguyễn Quang Linh hơn Tô Anh Dũng bởi Nguyễn Quang Linh là người sát cánh với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Việc kỷ luật ông Nguyễn Quang Linh được xem là bước đệm để tiến tới xử lý ông Phạm Bình Minh. Đây là hình ảnh ông Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là xem như lò của Nguyễn Phú Trọng đã mang tới trước cửa nhà ông Phạm Bình Minh và bắt đầu châm lửa. Hiện nay lửa táp vào cửa và không biết cửa nhà ông Phó Thủ tướng họ Phạm chống đỡ được bao lâu. Việc thoát cửa chính xem ra là khó. Có thể ông Phạm Bình Minh nên tìm ra cửa hậu mà trốn khỏi chiếc ghế mà ông đang ngồi. Cũng phải biết rằng ghế của ông là bước đệm để nhảy vào tứ trụ, nên hiện nay có rất nhiều người đang thèm khát chiếc ghế của ông vậy. Nếu không giữ được thì nên buông, chứ bám chặt quá thì rất có thể sẽ chuốc họa vào thân. Hội nghị Trung ương 6 sắp diễn ra, hứa hẹn có một cuộc chạy đua và thay máu nhân sự. Việc ông Trọng cho nhóm lò cháy bùng là cách để ông tạo chỗ trống và xếp nhân sự mới trong thời gian tới. Theo Thế giới ngầm, hậu trường chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, người ta ngửi thấy sát khí khắp nơi. Phe phái bây giờ không còn phải một mà còn rất nhiều phe phái đã được chia ra. Có phe của 5 ủy viên Bộ Chính trị, có phe của 1 ủy viên Bộ Chính trị và 1 cựu ủy viên Bộ Chính trị, và có nhiều phe độc nhất 1 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Trung ương Đảng. Sẽ có kẻ thắng người bại, và rồi kẻ thắng lại chiến tiếp để giữ chiếc ghế đã được đoạt lấy. Hiện nay ai cũng dính phốt tham nhũng, nên việc ông Tổng Bí thư cho điều tra rồi dùng nó như một công cụ để triệt hạ, xem ra đấy là vũ khí lợi hại nhất. Chỉ có quyền lớn như ông Tổng Trọng làm thế, còn quyền lực chưa tới, dùng cách này sẽ chuốc họa vào thân. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông Phạm Bình Minh ngày càng bấp bênh. Trong tình hình rối ren như thế, nếu không thể giữ được ghế thì cáo bệnh rút lui có thể là cách hay nhất cho những ai biết né tránh tai họa. Ông Nguyễn Bá Thanh đã phải trả giá cho sự cứng đầu của ông. Đối thủ của ông ấy có vẻ lì lợm và là vật cản đường không chịu nhường bước thì họ sẽ ra tay. Đó chính là bài học không những cho ông Phạm Bình Minh mà cho bất kỳ quan chức cộng cán nào của Đảng Cộng sản. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc bị tước bỏ đặc quyền. Liệu đây có phải là chuyến đi nước ngoài cuối cùng hay không? Việc ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi thăm viếng ở nước ngoài bằng chuyến bay thương mại, ông phải ngồi chung với thường dân được một số nhà đánh giá cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị tước bỏ mất đặc quyền dành cho nguyên thủ quốc gia vì ông là một chủ tịch nước,
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với gần hàng trăm triệu người dân. Và dù ông có thất sủng hay có tội, hiện nay ông vẫn là người đại diện cho nhà nước Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, và ông cần một sự tôn trọng như những người tiền nhiệm trước ông cũng được hưởng. Hiện nay ông Phúc đang gặp sóng gió rất lớn cho chiếc ghế chủ tịch nước của ông. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 cận kề mà ông bị đẩy đi nước ngoài được xem như là có ai đó đang tìm mọi cách để hạn chế những tính toán của ông vậy. Giai đoạn gần ngày khai mạc rất quan trọng đối với các quan chức hàng đầu. Đây là hình ảnh ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu so sánh sự hợp lực giữa Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng và một mình ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì sức mạnh quá chênh lệch. Có thể nói cuộc chiến như vậy là không cân sức, cho nên nhiều người đánh giá rằng nguy cơ mất ghế của ông chủ tịch nước là khá cao. Có lẽ theo ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì chỉ cần ông Lê Khánh Hải, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoặc Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và trợ lý chủ tịch nước Bùi Huy Hùng đi là đủ. Đám tang của Thủ tướng Nhật cũng chỉ là nghi thức ngoại giao mang tính chất thủ tục mà thôi. Tuy nhiên, theo chân ông chủ tịch nước, có bên Ban Bí thư Tháp Tùng bao gồm Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn, ngoài ra còn có nhiều nhân vật bên chính phủ như Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Nguyễn Văn Hồi. Đồng thời cũng có đại diện bên Quốc hội là Vũ Hải Hà, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Có người chỉ cho rằng những người tháp tùng ông Phúc sang Nhật không có ý nghĩa. Chính phủ Nhật cũng chỉ ghi nhận ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, còn những người kia là ai họ cũng không cần quan tâm. Vậy những người kia sang Nhật làm gì và lẽ nào lại đi chỉ để du lịch thôi hay sao? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc từng gần ông Nguyễn Tấn Dũng 10 năm trời. Cũng có thể những người đó sang Nhật du lịch và cũng có thể họ theo sát và giám sát ông chủ tịch nước, bởi vì đã có thời gian khá dài ông chủ tịch nước không bước chân được ra nước ngoài và người dân lại đồn ông bị quản thúc. Để xóa thông tin về quản thúc, có thể đảng cho ông chủ tịch nước ra nước ngoài có sự giám sát hay chăng? Nếu ông Phúc bị đẩy ra khỏi chiếc ghế chủ tịch nước của Hội nghị Trung ương 6 thì điều này có nghĩa là sẽ cứu được sự nghiệp chính trị cho người khác. Trong đấu trường khốc liệt của hậu trường chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, thất bại của người này lại là thành công của người kia. Sự nghiệp của người này sụp đổ thì sự nghiệp của người khác lại được lên hương. Quy luật đối kháng trong chính trị nó thường như thế. Ông Nguyễn Xuân Phúc được nhiều người đánh giá là kẻ cơ hội chính trị bậc nhất của Đảng Cộng sản. Ông không trung thành với ai lâu dài và ông cũng nắm bắt thời cơ rất tốt. Ông được đánh giá là người thức thời. Ông cũng từng sát cánh với Nguyễn Tấn Dũng suốt 10 năm với 5 năm là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và 5 năm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Lẽ ra ông phải gần ông Nguyễn Tấn Dũng hơn cả Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, vào năm 2016, ông thấy thế yếu của Dũng so với ông Tổng và ông đã lơ luôn để ông Dũng bị đẩy về vườn. Và đó cũng là cơ hội lớn để ông làm Thủ tướng thế chân Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh giờ ông Nguyễn Tấn Dũng gần ông Phạm Minh Chính hơn rất nhiều. Với cách như vậy, khi lên Thủ tướng, ông chỉ trụ được có 5 năm và bị Phạm Minh Chính hất cẳng khỏi chiếc ghế Thủ tướng. Ông Chính có hậu thuẫn của ông Nguyễn Tấn Dũng. Với cách làm chính trị như vậy, nay ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trở nên chờ vờ và không biết còn có thể liên kết được với ai. Với tình thế cơ độc như hiện nay, có thể đây là chuyến đi cuối cùng của ông trên cương vị chủ tịch nước nếu ông không trụ nổi qua hội nghị Trung ương 6 sắp tới.